Hello, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ ở thần luật quan. Đây là một nhiệm vụ hết sức thú vị, bởi vì sau đó nó sẽ mở ra một cái bí mật động trời. Và sau khi coi hết video, các bạn sẽ biết. Mà mình sẽ từ từ khai phá những cái bí mật thú vị trong Genshin Impact này. Có nhiều lúc mình nghĩ rằng mình đã làm hết nhiệm vụ rồi, và chuyển một content khác, nhưng mà đi một hồi lại phát hiện ra là có những cái bí ẩn khác mà Genshin đang chờ đón. Ok, chúng ta bắt đầu. Rồi, chúng ta nhấp vô để nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt đầu, action. Rồi, lại gặp Bayman nữa. Mình mệt Bayman nó ghê luôn á. Vì Bayman mà tới giờ không làm nhiệm vụ chính tuyến luôn. Từ lúc mà đánh xong con rồng Phong Ma Long á. Rồi, mình nhấp hết mấy cái chỗ này, mấy cái điểm sáng sáng nè, chỗ điều tra. Để coi tiếp theo phải làm cái gì. Chạy núi phía Tây. Hình như có một vị học giả đã bị bắt cóc. Bây giờ chúng ta phải đi giải thoát cho vị học giả. Chúng ta sẽ đi qua cái dãy núi phía Tây. Thần lực có ai đó. Cái nhiệm vụ này nó tên là như vậy đó. Nhiệm vụ ẩn, thần lực có ai đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái học giả bị mất tích. Ở đây có rất là nhiều cơ quan, nhưng mà đó là một phần của một cái bí ẩn khác, cho nên mình sẽ không có đưa vô để rối cái video này. Video này mình tập trung vô cái nhiệm vụ thần lực quan thì mình sẽ bỏ qua skip nó. Các bạn sẽ giải đáp được bí ẩn đó ở một cái video khác. Nhưng mà nó không có khó gì đâu. Rồi mình chạy thẳng lên bỏ qua hết đi. Mấy cái trụ này là mình dùng con hệ thổ. Mình đặt lên mấy cái vòng tròn rồi dùng cái QE đặt mấy cái cục, cái thùng hòa hổ lên cái vòng tròn để cho nó đè một chỗ, xong rồi bản thân mình lại đi qua chỗ khác là nó sẽ bật lên mở mấy trụ đó. Nhưng mà cũng không có quan trọng. Ok, chúng ta chạy thẳng qua chỗ này. Đó. Ôi, sao tiếng Anh không vậy? Ôi, nãy lên không biết tại sao á, nó chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh. Mình chưa có mở cài đặt lại. Thôi kệ nó, làm luôn tiếng Anh mình cũng chế được. Looking for the missing love so close. Leo lên cái dãy núi này thôi. Rồi nhìn qua bên kia sẽ thấy được một đám đông đông đang bu. Nó đang giấu học giả của chúng mình. Đánh nó hết đi. Vì để cứu vị học giả, đem đến tri thức cho nhân loại. Chỉ có mạng sống của những người có kiến thức là quý thôi. Còn mấy thằng ăn cướp này thì cho nó chết, chết hết, chết càng nhiều càng tốt. Go go go. Ok, tua nhanh. Cái này là tua 200% tốc độ nha. Nhiều bạn không biết ở nó sao, ủa nhân vật đánh nhanh dữ vậy. Yo, đây là cái phần nhạc mình yêu thích nhất. Mỗi khi mà nhạc này lên là mình sẽ rất là feel, mình rất là có hứng thú để mà nói chuyện. Và những cái bạn nào theo dõi clip mình từ đầu tới giờ thì sẽ rất là quen với ca khúc này. Đây không phải là trong ca khúc nào mà nó là trong phim clip của thư viện nhạc của YouTube. Mình tình cờ phát hiện rồi, rất là hay. Dòng mà cái tiếng trống bass nó hay. Chứ không có gì bình điện nữa. Rất là nhiều năng lượng. Rồi trở lại nhiệm vụ. Mình mở cái rương đó thì mình được cái chìa khóa. Rồi dùng cái chìa khóa để mở cứu cái em học giả. Nhấp vô Anani. Cảm ơn rất là nhiều. Cái phần thưởng này đã đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi tưởng là tôi đã xong rồi chứ. Rồi cúp này nhấn luôn đi. Cái chữ màu xanh. Cái hạt bây giờ là gì? Cái gì hạt gì nữa? À, cái dòng chữ màu xanh là nó cái cây màu vàng. Nó có một cái cây màu vàng. Cây màu vàng ở đây nè, đó, ngay chỗ này luôn, không đi đâu hết. Quay qua nhìn xuống thung lũng là thấy một cái cây màu vàng. Rồi lại đó lụm khớp báo vô danh. À, sẵn đây có cái trương mình nhặt luôn nhé. Thông thường thì mình hay skip, mình bỏ qua để làm nhiệm vụ nó gọn. Mà sẵn nó gần quá thì mình là lụm luôn. Tại vì nhân vật của mình không có đồ đạc gì hết trơn á. Chút xíu thịt à. Bạn nhìn đam là biết liền. Mình đánh boss thì chỉ có mười mấy thôi, mà vẫn đánh nhẹ nhàng. Mình
tập trung hướng dẫn cho những cái bạn yếu, những cái bạn mà không có đồ, cho nên mình không có bận đồ mạnh. Còn những ai mà rồ thì chắc đâu có cần xem clip mình đâu, cho nên mình hiện giờ thôi, hiện giờ chưa có tập trung vô việc build đồ khủng, nghiên cứu về những cái mà tạo ra những sức mạnh siêu nhân, theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, cho nên lúc đó mình phải bùm tiền vô đó, tiền vô mua mấy cái thẻ cầu nguyện đồ quay, lấy hết mấy cái kia cung mệnh nó mạnh được, nó phê được. Rồi mấy cái con này cũng hơi trâu nha, cái giáp cái băng mà mình ghét lắm. Ok, xong chúng ta lấy nhiệm vụ mà thôi. Ủa còn một con, cái con này nó vô hình, nó có kêu hay là tại bị lỗi ta? Mà trường hợp này thì khả năng là game bị lỗi rất là cao, tại vì nó vẫn còn thấy cái ống máu kìa. Mấy con mà vô hình là không thấy vô ống máu. Rồi xong đó, rồi lại cái cây, nhấn vô cái cây có cái gương hiện ra và chúng ta sẽ có được nhiều quà, gom báo vô danh thì phần thưởng cũng giống như những nhiệm vụ khác, là những cái xương rồi nguyên tinh thạch, sách học kinh nghiệm. Nhưng mà đặc biệt trong nhiệm vụ này đó là cái kho báo vô danh. Đây là một cái phần trong cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ làm, là thu thập những cái kho báo vô danh này ở những cái khu vực khác nhau trên bản đồ. Ok, hẹn gặp lại.